Bạn là phụ nữ thông minh, bạn mong muốn xây dựng hình ảnh một nhà lãnh đạo nữ vô cùng tuyệt vời. Nhưng bạn chưa biết bắt đầu từ đâu, bạn chưa có người hướng dẫn, bạn chưa biết công cụ, bạn cũng không biết mình cần phải hoàn thiện những kỹ năng gì. Chào mừng bạn đến với Bệ Phóng Nhà Lãnh Đạo Nữ Thành Công. Và ở trong chương trình này, chúng tôi sẽ dành tặng cho bạn 3 buổi tối để cùng đào tạo và hướng dẫn nhau. Ở đây, được ngày đầu tiên, bạn sẽ được hiểu là ồ, vậy bạn đang có những điểm mạnh gì của nhà lãnh đạo và làm thế nào để kích hoạt bản năng lãnh đạo ở bên trong chính con người bạn. Ngày thứ hai, Phượng sẽ hướng dẫn cho bạn nhìn thấy những tố chất và kỹ năng mà một nhà lãnh đạo nữ cần phải có và phải sở hữu. Và đi cùng với đó, chúng ta sẽ có những bài tập để giúp bạn có thể lan tỏa khả năng lãnh đạo của mình tới những người xung quanh. Và ngày thứ ba, Phượng sẽ cùng với bạn nghiên cứu kỹ hơn về 5 cấp độ lãnh đạo và hình ảnh lãnh đạo mà bạn mong muốn được xây dựng trong mối quan hệ, công việc hoặc cộng đồng bạn tham gia. Đến với Bệ Phóng Lãnh Đạo, Phượng và cùng với các chuyên gia sẽ giúp cho bạn có tầm nhìn, những chiến lược cũng như những công cụ để giúp bạn nhanh chóng trở thành nhà lãnh đạo trẻ cũng như thu hút những người xung quanh. Trở thành nhà lãnh đạo trẻ một cách nhanh chóng chỉ thông qua 3 ngày đào tạo cùng với Phượng và các chuyên gia. Hẹn gặp lại bạn trong khóa học này và nhớ click vào link này đăng ký nhé. Xin chào!